Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chàng trai đang học bắn súng này. Hãy cùng tô với mình nhé. Cái mái tóc này thì mình sẽ dùng màu đen này. Chàng trai đang cầm khẩu súng trên tay. Mình sẽ tô áo màu xanh nha. Xuống này mình tô màu xanh nha. Và vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một chàng trai cầm trên tay một khẩu súng này.
với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tôi cho quý trẻ các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tông màu rồi tiếp theo.